Xin hỏi cái gì trên bàn thờ này là cái gì anh ha? Dạ, em xin phép ngồi đây anh cho hỏi anh tên gì anh? Phạm Nhân Mừng. Anh Mừng. Dạ, năm nay anh Mừng được nhiêu tuổi anh Mừng? 58 tuổi. Dạ, 58 tuổi. Chị nhà mất lâu chưa anh? Mất năm mấy nay. Mới năm mấy, chị nhà bị gì mất anh ha? Đã cũng bị tiểu đường. Dạ. Không có tiền lo chạy đâu. Rồi chỉ mất cách đây năm mấy. Rồi con anh đâu anh? Không có. Dạ, anh để này xếp vô. Anh không có có con nào anh hả? Anh sống chung với chị được bao nhiêu năm rồi? 35 năm á. Dạ không có con. Không. Dạ. Rồi thấy cơ thể của anh á sao ốm dữ vậy? Nó bệnh á. Dạ anh bệnh gì anh? Lao. Dạ anh có đi bác sĩ đâu không? Dạ có. Anh có cái giấy bác sĩ không anh? Giấy bác sĩ. Bây giờ em có con. Dạ, lâu rồi hả? Anh đi lâu rồi hả? Cách đây bao lâu anh? Lúc đó bệnh thôi, 2013. Rồi 2013 tới bây giờ anh có đi điều trị không? Có. Anh điều trị cách đây bao lâu rồi? Cái gần nhất anh. Cái gần nhất anh đi điều trị bao lâu rồi? Rồi, hôm nay sao anh không đi tiếp hả? Có đi chích thuốc rồi. Mà anh thấy bệnh anh giảm không? Nó đỡ chích thì nó đỡ, mà không chích thì nó giật. Nó giật là giật sao anh? Giật thì khó chịu quá. Ho. Ho dữ lắm anh hả? Ho, lối gì? Lối ngực. Ho, chết. Hồi xưa giờ anh ốm vậy hả? Anh mới ốm này anh? Hồi xưa giờ vậy đó. Anh ốm như ốm vậy hả? Hồi nhỏ anh làm công việc gì anh Mừng ha? Công việc gì đó. Hồi nhỏ tới lớn anh làm gì để anh sống? Thì hồi sức mình đi cắt lúa bậy bạ chứ đi bán. Bãi trên rồi bây giờ đâu đi đâu nữa. Dạ, anh còn ruộng vườn gì không? Không. Hồi xưa giờ anh không có ruộng vườn gì mà. Ba má anh không có để lại cho anh hả? Để đi cái đình nhà nè. Rồi cho anh. Đức. Cho cái nhà. Anh có nhiều anh em không? Có hai anh em à. Dạ, có người anh hay người em? Em gái. Anh có người em gái. Người chị nhà có anh em chưa? Chị anh. Nó cũng có hai chị em bển. Dạ, cũng gần đây anh hả? Ba kia thì mù, nhỏ đi chết rồi. Chị thì mù, em thì tiểu đường bị qua đời. Rồi cái nhà hồi xưa chị còn sống chị làm cái gì? Chị cũng đi cắt lúa vậy không đó. Chị có sống, làm gì buôn bán? Chỉ có làm gì buôn bán không anh? Có bánh cúng bậy bạ đem đồ mới bán đủ ăn, bán ngày nào đủ ăn bữa nấy. Thì hồi xưa có chỉ thì cũng đỡ anh ha. À. Rồi bây giờ á anh làm gì có tiền để anh sống? Đâu có bằng gì đâu. Rồi tiền đâu mình xài? Thì chị em bà con này nói xóm mình thấy mình không có gì ăn đó, người ta mua cho ăn. Dạ. Yeah. Rồi gạo á của hội chữ thập đỏ có cho mình không? Dạ cũng có, lâu lâu cũng có cho. Lâu là khoảng mấy tháng cho một lần anh? Chắc cũng cỡ vài tháng cho 70 kg vậy đó. Dạ, mình đủ ăn không anh Mừng ha? Đủ ăn. Rồi đồ ăn sao? Đồ ăn thì mình tự mình mua mình ăn. Ừ, được. Rồi mình mỗi lần đi bác sĩ á, tiền thuốc đồ đó, mình ở đâu mình có tiền để mình đi anh? Mình cũng hỏi mượn đồ này đồ kia đó. Người ta cho mình mượn hả? Cái đó quen lắm mới cho mượn quen không? Quen lắm mới cho mượn dòng họ nữa. Chứ người lạ chắc không dám cho mượn tự nhiên. Thấy nghèo gì vậy mà cho mượn. Nghèo rồi mình không có việc làm nữa, bản thân mình bệnh nữa. Không có mang gì ra tiền. Dạ. Hiện giờ anh Mừng bao nhiêu ký anh? Không biết nữa, chắc cũng có ba mấy ký rồi. Dạ. Mình thấy ở dưới cái xô đó là cái gì dưới đây rồi anh? Ba cố chậu á, tôi ăn. Ăn cho đỡ buồn anh ha. Ừ. Vậy chứ ở nhà mình nên tối ngày ở trong nhà không? Dạ. Rồi nấu nướng đồ anh biết nấu không? Thôi nấu ơn ăn á. Nấu nồi cơm á hả? Nồi cơm ở đây anh hả? Mình anh nấu luôn. Mới ăn đừng chén con. Anh nấu cơm nhiêu đây nhiều quá anh ăn hết không? Cho mấy con chó nữa. Rồi đồ ăn anh tự nấu được luôn anh hả? Tự nấu ăn luôn à. Đấy bếp ga, anh sử dụng ga anh hả? Dạ. Cũng hết ga luôn. Hết ga luôn.
rồi ga, hết ga rồi anh sao nấu anh? luôn Lát bớt bắt củi nấu không? Ở đây anh có nấu củi không? không Rồi. bơm Dạ. kêu ra vô bơm À, bơm ga. Mà ga này bình bự mà, đâu phải bình mini đâu. bơm này 400-500 ngàn gì Rồi, 400-500 ngàn. Về tiền đâu mình có. Xin em gái hả? xin em gái mượn nó cũng được. Dạ, mượn trước rồi từ từ trả sau hả? Rồi ở đây rồi, mấy giống như những nhà hảo tâm á, có đến đây để thăm anh không? Dạ có. Ở chú Hải là mới lại sáng nè. À, chú Hải mới lên là sáng. À, hồi sáng hôm qua thì em cũng có hỏi anh Hải, thì chú Hải mới tới anh hả? Mới tới 10 giờ mấy. Giờ chú Hải mới tới hồi 10 giờ mấy hả? Cái đồng hồ nhà anh bị mơ hư rồi, hình như là bây giờ 3 giờ chiều rồi. Ở đúng rồi, đồng hồ đúng giờ. Ủa, giờ này mình đi tới 3 giờ chiều, hồi nãy giờ đi sáng giờ. Anh Hải tới rồi, đây rồi anh hả? Rồi bữa nay anh Hải giúp được cái gì không? Cũng nhà hảo tâm đây cũng cho được 2,8 triệu gì. À, được 2 triệu mấy, giờ mua được bình ga với sức rồi. Tất nhiên là anh cũng sống nhờ tình thương của nhà hảo tâm, chứ bây giờ bản thân anh thì không có kiếm ra tiền hả? Rồi bữa nay thì giống như là có người đến cho tiền mình để mình giống có một cái xây sở rồi. Rồi mình anh có dự định là mình đi để tái khám lại không? Cũng đi à. Một lần đi là tốn tiền không anh? Tốn chứ. Tốn tiền là tiền gì anh mừng ha? Thì mình ăn mình uống rồi đó, mình đi mình có bảo hiểm mà. Dạ. Rồi tiền thuốc. Tiền thuốc tốn cũng ít. Tốn cũng ít thôi ha. Chứ ở này bệnh lao phổi hình như là hiện giờ nhà nước mình cũng có tài trợ để mà muốn triệt để cái bệnh này luôn á anh. Rồi ai bệnh là người ta vận động để điều trị liền ha. Thì anh coi nếu mà có tiền thì mình sớm đi điều trị đi anh ha. Dạ. À, xin phép chắc để lên này cũng để đây đi. Thì hôm nay mình đến đây với anh mừng để mình có một cái sự trợ duyên của quý nhà hảo tâm, à, để gửi cho anh mừng ha. Dạ. Rồi, với số tiền là 2 triệu đồng. À, này gửi cho anh 2 triệu đồng này gồm có 500 ngàn của cô Trâm ở bên Mỹ, và 500 ngàn của anh Hoàng Vũ Nguyễn, và 500 ngàn của Thanh Quân, và 500 ngàn của anh Việt 1971. Dạ. Dạ, anh có lời gửi cảm ơn đến nhà hảo tâm anh ha. Cảm ơn nhà hảo tâm cho tôi được số tiền này, tôi đi trị bệnh rồi mua thuốc đồ uống. Dạ, đây là Cảm ơn mấy em ngoài Đài Loan á. dạ Cảm ơn. à, dạ ở đây là cô Trâm ở Mỹ. Cô Trâm ở Mỹ chứ không phải Đài Loan nha. Dạ. Thì để cho anh mừng để có một cái cuộc sống để trang trải, chứ giờ anh mừng anh cũng không làm được cái gì rồi. Hôm nay anh nhiêu tuổi anh mừng? Em 58 tuổi rồi. Dạ. Ở đây thì cũng có một cái kênh của anh Tâm Rơm, ngồi trước mặt để mình mời anh Tâm Rơm để có một cái sự trợ duyên cho anh mừng ha. Dạ. Đưa lại À, xin mời. Dạ chú ơi, hôm nay em đến với hoàn cảnh của chú á, thì hiện tại thì chú sống chỉ có một mình thôi, thì chú mang rất là nhiều căn bệnh, trong đó bệnh giảm tiểu cầu hả chú, và dưới bệnh lao phổi nữa, thì chú bây giờ cũng không có làm gì ra tiền nữa. Thì hôm nay mình đến với chú thì mình có số tiền đây là 2 triệu hả chú, rồi từ nhà hảo tâm gửi cho con, rồi để con trao lại cho chú mua thuốc thang này ha. Dạ, trong cái số tiền 2 triệu này thì của chị Văn Trinh ở bên Mỹ là 1 triệu, bé Tăng Ngọc Đình 500 ngàn, và chú Trần Thái 500 ngàn. Cảm ơn mấy nhà hảo tâm. Dạ, để tiền này cái gì mình trị bệnh thì mình tái khám nha chú. Cảm Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha. ơn. Dạ, rồi cái địa chỉ ở đây là đâu chú biết không Ấp Quá Thành, chú? Ấp Quá Thành, xã Đông Thành, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long. Và nếu như mà chú có số điện thoại không chú? Không. À, chú cũng không có số điện thoại luôn. Điện thoại của người em. Có mấy em có. Để lát nữa mình anh nhớ số không? Không. Nhớ. Rồi Nhớ có gì rồi mình đọc số sau mình đó. sẽ truyền cái link ở trên cái màn hình. À, quý khán giả cũng như quý nhà hảo tâm nào có quan tâm thì sẽ liên lạc với cái số này anh ha, anh mừng ha. Dạ. Dạ, thôi thì thôi mình cũng xin dừng cái video tại đây và xin hẹn cả nhà ở một video gần nhất nha. Dạ. Yeah.